chương 6142, thần lực lượng. Sở phong vừa muốn nói chuyện, lại có một cỗ lực lượng từ sở phong trong cơ thể xuất hiện, đem hắn trói buộc. Là đản đản, đản đản ngươi, sở phong ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đản đản có thể không thông qua hắn đồng ý, trực tiếp trói buộc hắn. Sở phong, người bây giờ không phải đối thủ của hắn, coi như báo thủ cũng không phải hiện tại, bảo mệnh quan trọng, đừng lại chọc giận hắn. Đản đản nói với sở phong, tại đản đản cỗ lực lượng này trói buộc dưới, sở phong chứa nói không thể động đậy thậm chí ngay cả lời đều nói không ra bí mật truyền âm đều là không được mà tại thanh niên tóc vàng kia trong mắt giờ phút này giữ im lặng sở phong thì là sợ thế là đầu tiên là lên tiếng cười to chợt vứt xuống một câu hèn nhát mau cút ga nói xong thanh niên tóc vàng cùng hắn đồng bạn toàn bộ biên mất không thấy gì nữa liền khí tức đều không có lưu lại một điểm thấy thế long mặc tiếu cùng long mặc xuyên thì là vội vàng mang theo sở phong cùng long mộ tranh rời đi nơi đây sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, dù là từ nơi này thế giới dưới lòng đất bay ra nhưng cũng không dám dừng lại. Mà giờ khắc này, đản đản cũng là mở ra đối xẻ phong trói buộc. Đản đản mang theo ái náy thanh âm, đồng thời ánh vào sở phong màng tai, sở phong, xin lỗi, không có trải qua ngươi cho phép liền trói buộc ngươi. Đồ ngốc, nói cái gì đó, ta biết ngươi là vì ta tốt. Đản đản về lấy vừa cười hắn tự nhiên sẽ không trách đản đản. Bởi vì mọi người khẩn trương thái quá, cũng không có người phát giác được sở phong lúc trước không thích hợp. ngược lại là sở phong, trần an một cái hoa hoa, không có việc gì, đã an toàn. hắn có hay không, chỉ là đang đùa bỡn chúng ta, cũng không có thật dự định thả qua chúng ta. hoa hoa nhìn về phía sở phong, nàng là thật bị dọa phát sợ, nhưng nàng lo lắng cũng không phải suy nghĩ nhiều. dù sao loại kia tồn tại, nếu là đổi ý lời nói, chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này kim xuyên thượng giới, liền tùy thời có thể lấy đem bọn hắn bắt về. Đây cũng là vì sao dưới mắt, Long Mạc Xuyên toàn lực đi đường, chỉ có Long Mạc Tiếu tại vì Long Mộ Tranh trị liệu nguyên nhân. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi thế giới này, cũng may, hết thảy thuận lợi, Sở Phong đám người thuận lợi tiến vào truyền tống trận pháp, cũng rất nhanh rời đi Kim Xuyên thượng giới. Đồng thời Long Mộ Tranh vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, nhưng cũng không có đả thương được căn cơ, thậm chí tại Sở Phong cùng Long Mạc Tiếu liên thủ phía dưới, Long Mộ Tranh cũng là rất nhanh thức tỉnh đi qua. Đại nhân sức quan sát quả nhiên không giống thật bị hắn nói đúng kim xuyên thượng giới phát sinh biến hóa thật đúng là nguy hiểm hại loại kia quái vật ở nơi đó làm sao có thể không nguy hiểm long mộ tranh cười cảm thán nàng tâm tính ngược lại là rất tốt tuy nói giờ phút này chỉ là thức tỉnh liền động thân khí lực đều không có nhưng biết được đã bình yên rời đi đồng thời mình tu vi cũng bảo vệ nàng ngược lại rất là may mắn tiền bối ban đầu nói cho ngài nơi đây đại nhân là long tức nhất tộc tiền bối sao sở phong hiếu kỳ hỏi Long mộ tranh trong miệng đại nhân, phát hiện nơi đây thời điểm, nơi đây còn không có xuất hiện cổ mỏ, nói một cách khác, là cái kia cường đại chủng tộc, còn không có bố trí luyện hóa trận pháp. Tại cái kia cường đại chủng tộc còn không có muốn mình bại lộ thời điểm, mong muốn tại kim xuyên thượng giới phát hiện thế giới dưới lòng đất, độ khó tự nhi ê cực lớn. Cái này sao, bí mật, tóm lại là rất lợi hại đại nhân, Long mộ tranh vừa cười vừa nói, nhưng, rất nhanh lại nhe răng nhếch miệng nhìn về phía Long mặc tiếu, không nên không nên. Quá đau, cho ta đến chút giảm đau đan được mộ tranh đây là sở phong tiểu hữu cung cấp trận pháp hắn nói không cần giảm đau đan được và trận pháp khôi phục sẽ nhanh hơn một chút long mạc tiêu nói ra thật giả long mộ tranh nhìn về phía sở phong là tiền bối người thường thế mặc dù không có nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng cũng xác thực nghiêm trọng bình thường khôi phục chậm chạp ta trận pháp này tương đối đặc biệt có thể làm cho ngươi khôi phục mau một chút ngài nhịn một chút a sở phong nói ra ai cái kia được thôi Long mộ tranh nhắm mắt lại, lựa chọn nhẫn nại. Dạng này long mộ tranh, ngược lại để đám người kiểm chế cảm xúc đạt được cực lớn ôn làm dịu. Dù sao không nên nói, bọn hắn người đi đường này nhất nên khó chịu liền là long mộ tranh. Mà long mộ tranh mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cũng không có nhàn dỗi, mà là cùng sở phong đám người giảng thuật giao chiến một chút quá trình cụ thể. Để sở phong đám người biết, thanh niên tóc vàng kia, nguyên lai cũng là nhất phẩm thiên thần, nhưng hắn từ đầu đến cuối liền võ kỹ đều không có sử dụng, chỉ bằng mượn uy áp liền đem Long Mộ Tranh đánh bại. Chiến lực có thể nói mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng Sở Phong đã là quyết định, trừ phi có thể tìm tới Tiểu Ngư Nhi bọn hắn, bằng không vô luận như thế nào đều muốn lại đi cái chỗ kia một chuyến. Hắn vẫn là muốn làm rõ ràng, nhóm người kia cùng Tiên Hải Ngư tộc chuyện. Chỉ là, hiện tại cũng không phải là thời điểm, bởi vì hiện tại hắn còn quá yêu. Mà cùng lúc đó, cái kia thế giới dưới lòng đất chỗ càng sâu, có một cái cực kỳ rộng rãi, nhưng lại bị tia sáng bao trùm thế giới. Chớ nói thực vật phát ra tia sáng, ngay cả đại địa bên trên hạt cát đều phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Các loại quý hiếm thú càng là nhiều vô số kể, nhưng vô luận là che đậy bầu trời cự điểu, vẫn là cưới mây đạp gió giao long, đều tựa hồ cũng không đủ trí tuệ, không thấy bọn chúng mở miệng nói chuyện, chỉ là thường xuyên phát ra gầm nhẹ, tựa như là bị nuôi nhốt sủng vật. Lúc trước đánh bại long mộ tranh thanh niên tóc vàng, giờ phút này một thân một mình, cưỡi lấy cái kia áo bảo đỏ người trên không trung dạo chơi hắn trên mặt ý cười khẽ hát tâm tình tốt vô cùng bỗng nhiên một đạo bóng dáng bay lượn mà đến cái kia đồng dạng là một cái thanh niên tóc vàng thân cao thân thể ngay cả tướng mạo đều cùng vị này không sai biệt nhiều xem ra giống như là anh em bởi vì vị này trên thân không có mặc cái này tiên hải ngư tộc áo giáp cho nên có thể nhìn thấy trên người hắn trường bào là cùng cái kia chút tóc bạc người khác biệt càng thêm hoa lệ lại cao quý đồng thời tại hắn phía sau lưng còn có một chữ bách cái kia chữ phát ra nhàn nhạt tia sáng, như xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện, cũng không phải là chữ khác vào trường bào bên trên, càng giống là từ trường bào nội bộ chiếu tội mà ra. Anh, xảy ra chuyện, phía sau mang theo chữ bách nam tử, tới gần sau liền vội vàng nói. Chuyện gì, thanh niên tóc vàng hỏi, tiên hải ngư nhi chạy, chữ bách nam tử nói ra, không tìm được, thanh niên tóc vàng hỏi, anh, ngươi làm sao không có dỡ dàng, nàng là chạy đi. Bất quá nàng lưu lại một phong thư, chữ bách nam tử đang khi nói chuyện đem một phong đã mở ra phong thư đưa cho thanh niên tóc vàng nhìn qua phong thư thanh niên tóc vàng nhàn nhạt, nhạt vừa cười không sai cực kỳ cơ linh nha lại có thể chạy đi anh ngươi làm sao không có chút nào gấp a chữ bách nam tử không hiểu gấp cái gì nàng trong thư này không phải nói chỉ xuất đi một hồi rất nhanh liền sẽ trở về thanh niên tóc vàng nói vậy vạn nhất không trở lại đâu chữ bách nam tử nói hắn người nhà đều ở chỗ này đây làm sao có thể không trở lại thanh niên tóc vàng nói anh nếu không ta đi đưa nàng bắt trở lại a à? chữ bách nam tử đang khi nói chuyện lật tay lại xuất hiện một viên đặc thù đan dược ẩn chứa cực mạnh kết giới lực ngươi là muốn ra ngoài chơi một chút a à? thanh niên tóc vàng nhìn xem chữ bách nam tử nói ra không có ta là thật lo lắng tiên hải ngư nhi không trở lại chữ bách nam tử giải thích nói ngươi muốn đi ra ngoài chơi liền đi chơi ngư nhi sự tình ngươi không cần quản đã nghe chưa? Thanh niên tóc vàng nói, thật sao, anh, người thật làm cho ta ra ngoài. Chữ bách nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất bản thân hắn không có như vậy quan tâm tiên hải ngư nhi, là thật nghĩ mượn cơ hội ra ngoài. Đi thôi, dù sao bên ngoài đối với tộc ta trói buộc cũng nhanh triệt để biến mất. Ngươi liền sớm để cái kia chút sâu kiến mở mang kiến thức một chút, như thế nào thần lực lượng A. Thanh niên tóc vàng nói, chương 6143, dị tượng tín hiệu sở phong đám người trực tiếp đi đến đồ đằng thiên hà gặp được cái kia chủng tộc thần bí sự tình vẫn là có cần phải báo cho đồ đằng long tộc tộc trưởng tuy nói nếu là cái kia chủng tộc tiến đánh đồ đằng long tộc đồ đằng long tộc chỉ có chờ xê hết phần nhưng có chút đề phòng luôn luôn tốt trên đường thuận lợi khi bọn họ đi vào đồ đằng long tộc biết được đồ đằng long tộc tộc trưởng cũng đã ở bế quan có thể coi là tộc trưởng không tại đồ đằng long tộc cao tầng cũng là cực kỳ nhiệt tình không chỉ có vì Long Mộ tranh tìm được chữa thương nơi biết được Sở Phong có tu luyện nhu cầu cũng là vì Sở Phong cung cấp có thể tăng cường ngộ tính nơi bế quan thậm chí còn hao phí đại lượng tài nguyên đến tăng cường nơi bế quan lực lượng mà Sở Phong cũng vốn định thừa thế sông lên đột phá đến chân thần cảnh chỉ là đáng tiếc thoáng qua mấy ngày Sở Phong lại không thể đột phá thành công làm Sở Phong mở ra tròng mắt đản đản thanh âm lập tức vang lên thế nào đừng nói thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương. Cái chỗ kia lực lượng, xác thực xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Nếu là long tiền bối đột phá chậm thêm mấy ngày, có lẽ ta cũng có thể đột phá. Sở phong thở dài, đàn đàn nghe ra nói bóng gió, liền là sở phong lần này đột phá vẫn là thất bại. Làm sao lần này khó như vậy? Đàn đàn nói, độ khó càng lớn, thu hoạch càng nhiều, tuy nói tạm thời vẫn chưa đột phá, nhưng ta cảm giác đã là có thể dự cảm đến lần này đột phá thu hoạch tương đối khá sở phong nói có bao nhiêu phong có thể trực tiếp đột phá đến cửu phẩm chân thần sao đản đản hỏi có thể đột phá đến cửu phẩm thiên thần sở phong liếc mắt ha ha đản đản dáng tươi cười rực rỡ nàng tự nhiên biết con đường tu luyện cần tiến hành theo chất lượng một bước trèo lên trời chưa chắc là chuyện tốt nàng cũng vốn chính là cùng sở phong nói đùa mới nói như vậy nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi thối sở phong nhanh nói cho bản nữ vương đến cùng có thể có như thế nào thu hoạch a à? ta nữ vương đại nhân Ta cũng không rõ ràng đâu, đến lúc đó liền biết. Đương nhiên cũng không có khả năng quá nghịch thiên, nhưng ít ra chiến lực sẽ không rút lui. Sở phong nói, không rút lui sao, cái kia bản nữ vương mà tính một cái. Nếu ngươi bước vào nhất phẩm chân thần, lôi văn, lôi giáp, lôi xí bàng, lại thêm người cái kia không hiểu ra sao cả chiến lực, ngũ phẩm chân thần cũng không phải đối thủ của ngươi. Lại thi triển người cái kia huyết mạch kỹ, lục phẩm chân thần cũng không phải đối thủ của ngươi. Cũng coi như có thể đản đản nói ra, chủ yếu là đột phá thần lôi kiếp, đến tiếp sau đột phá cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Sở phong nói ra, xác định nơi đây không, cách nào đột phá về sau, sở phong liền đẩy ra cửa điện. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài lại đứng đấy hai đạo quen thuộc bóng dáng. Chính là Long Thừa Vũ cùng Long Mộc Hy. Sở Phong, đã lâu không gặp, gặp Sở Phong đi ra, Long Thừa Vũ kích động muôn phần. Cũng không có thật lâu a à. Long Mộc Hy nói ra, ai nha, ta cùng Sở Phong tình cảm, một ngày không gặp như là ba năm mà. Long thừa vũ cười tâu tuyết miệng rộng cười, chợt vừa nhìn về phía sở phong, người cũng quá không dậy nổi đi, người sự tình ta đều nghe nói, thế mà liền trong truyền thuyết khí vận thánh cảnh nhiều bị ngươi làm xong. Được rồi được rồi, giữa chúng ta cũng đừng như thế lẫn nhau thổi phồng, lần này bế quan thu hoạch như thế nào. Sở phong hỏi, Long thừa vũ cũng không nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu vi tản ra. Đó là siêu việt bán thần khí tức, thành công, sở phong mừng rỡ, long thừa vũ giờ phút này tu vi đã là đạt tới nhất phẩm chân thần hao phí nhiều như vậy tài nguyên cũng coi như không có phụ lòng tộc nhân kỳ vọng a à. long thừa vũ cười nói thế là sở phong nhìn về phía long mộc hy còn không cần long mộc hy nói chuyện long thừa vũ liền nói ra chị ta cũng đột phá cùng ta chợt lại hỏi người thế nào lần này bế quan nhưng có thu hoạch không có sở phong lắc lắc nói cử thiên tri đỉnh như lại sau so một lần ta sợ hay là hạng chót không có việc gì sở phong, ta đồ đằng long tộc quan sát được, thái cổ sát hải có biến hóa, đang định đi xem một chút đâu, có lẽ cái này sẽ là một lần cơ hội. Long thừa vũ nói ra, ờ, sở phong mắt lộ ra hiếu kỳ, sau đó trải qua nói chuyện với nhau cũng là biết được, nguyên lai là tại hắn trong lúc bế quan, không chỉ có long thừa vũ cùng long mộc hy tỷ đệ xuất quan. Đồ đằng long tộc cũng là quan sát được, thái cổ sát hải biến hóa. Liên quan tới thái cổ sát hải, trước đó cửu đỉnh đại sư cùng sở phong nói qua nhưng đồ đằng long tộc bây giờ quan sát được thì là mới nhất biến hóa. Thái cổ sát hải phía trên hắc vụ đã lan tràn ra, đem thái cổ sát hải triệt để phong tỏa, nhưng trong hắc vụ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái lối đi. Tựa như là đang dẫn dụ thế nhân bước vào trong đó. Sở phong, chúng ta đi xem một chút ra. Thái cổ sát hải, chính là thái cổ ba biển nhất nguy hung hiểm nơi thí luyện. Loại này nơi thí luyện, là vì tuyệt đối thiên tài chuẩn bị, nó đang chờ đợi, chờ đợi cường giả chân chính đi đưa nó chinh phục. Ta là không có lòng tin này, nhưng ta đối với người có lòng tin này, ngươi nhất định có thể chinh phục nó, có thể đưa ngươi tên vĩnh viễn khắc vào Thái cổ sát hải trên tấm bia đá." Long Thừa Vũ nói với Sở Phong, "Ngươi nói như vậy, khiến cho ta áp lực rất lớn a. À. Vạn nhất ta thất bại, không phải cực kỳ xấu hổ." Sở Phong nói ra, "Ngươi nhất định có thể, nếu là ngươi đều không được, cái kia đương kim minh mông tu vỡ giới liền không có người có thể làm." "Đương đại cùng thế hệ không có người mạnh hơn ngươi." ta cũng không tin, tại viễn cổ cùng thế hệ bên trong còn có thể xuất hiện mạnh hơn ngươi." Long Thừa Vũ nói, "Được, vậy liền đi." Sở Phong đáp ứng, Sở Phong vốn là khát vọng mạnh lên, nhất là tại đã trải qua Kim Xuyên thượng giới cái kia cường đại thanh niên tóc vàng về sau. Hắn cảm thấy, cái kia người tư thái, tất nhiên có sừng bá minh mông tu võ giới dã tâm. Chỉ là thời điểm còn chưa tới, thời điểm đến, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Tuy nói sở phong trong lòng trọng yếu nhất sự tình là công phá thất giới thánh phủ đưa nàng mẹ giải cứu ra nhưng minh mông tu võ giới hỗn loạn hắn rất nhiều bạn cũng đều đem sẽ bị liên lụy trong đó thân ở tu võ giới không ai có thể chỉ lo thân mình sở phong cũng không ngoại lệ hắn nhất định phải nhanh mạnh lên quyết định về sau long thừa vũ lập tức chuẩn bị long mộ tranh cũng là rất nhanh biết việc này lại nhất định phải cùng sở phong bọn hắn đồng hành tuy nói long mộ tranh thương thế chưa lành nhưng trung quy là thiên thần cảnh có loại này cường giả đi cùng cũng là nhiều hơn một phần bảo hộ dù sao đồ đằng long tộc có thể quan sát được thái cổ sát hải biến hóa thế lực khác đồng dạng có thể coi như thái cổ sát hải hung danh hiển hách bây giờ đã ít có người dám khiêu chiến nhưng cái này tu võ giới không bao giờ thiếu nhưng lại không sợ chết nhất định còn sẽ có người khác tiến đến điều tra rốt cuộc đám ô hợp thì cũng thôi đi nếu là mục tông cũng đi đâu nếu là chủng tộc viến cổ cũng đi đâu tuy nói là đối tiểu bối mở ra nơi thí luyện nhưng trong này cũng không phải là chỉ giới hạn ở tiểu bối chiến trường nhưng lại tại sở phong đám người chuẩn bị thỏa đáng đem rượu bước vạc truyền tống trận thời điểm tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía chân trời cùng một cái phương hướng xa xôi trên đường chân trời xuất hiện biến hóa đó là một loại có thể làm cho nhiều đạo thiên hà đều nhìn thấy dị tượng tình huống như thế nào một màn này gây nên tất cả mọi người chú ý nhưng cũng mắt lộ ra ngạc nhiên bởi vì cái kia dị tượng bao trùm diện tích cực lớn càng giống là cùng loại chín đạo thiên chiêu thủ đoạn, nhưng cái kia hình thái lại tương đối đặc biệt, đúng là một vùng núi cảnh tượng. Mà so với người khác, sở phong thì là trong lòng siết chặt. Cái kia dị tượng phát ra phương hướng, chính là tiên hải thiên hà, mà cái kia dãy núi cảnh tượng, thì là võ giả thương hội hội trưởng ẩn cư nơi. Cái này, rất giống là một loại nào đó tín hiệu, chương 6144, diệt tộc chân tướng. Bởi vì hoa hoa đến sau này, đi tìm hạ tinh thần, lần này đi thái cổ sát hải sự tình, nàng không biết được nguyên bản đồ đằng long tộc cũng là phái gia cao thủ đi cùng long thừa vũ nhưng biết được long mộ tranh muốn đi đồ đằng long tộc liền không tiếp tục phái cao thủ dù sao bây giờ chuyện rất nhiều chính là nhân thủ khan hiếm thời điểm đồ đằng long tộc cũng cần rất nhiều cao thủ chủ trì các phương cục diện cho nên chuẩn bị tiên về thái cổ sát hải chính là sở phong long thừa vũ long mộc hy cùng long mộ tranh long mạc tiếu cùng long mạc xuyên lúc đầu đều chuẩn bị xuất phát lại bị cái kia dị tưởng hấp dẫn. Là tín hiệu sao, ngươi vì kia ngọa long võ tông vị tiền bối kia cho ngươi tín hiệu. Đàn đàn hỏi, ta cũng cảm thấy, nhưng cũng có cái khác khả năng. Sở phong không xác định lúc này cái chỗ kia, có tồn tại hay không tính nguy hiểm. Thế là sở phong lấy mình có một chút chuyện ơ xử lý làm lý do, liền để long thừa vũ bọn hắn đi trước thái cổ sát hải. Mình về sau sẽ đi tìm bọn hắn tụ hợp, nhưng long mộ tranh lại hồ nghi nhìn xem sở phong, sở phong, ngươi cũng biết cái kia dị tượng là chuyện gì xảy ra a à? là bằng hữu của ngươi gặp được nguy hiểm sao vẫn là cái gì di tích xuất hiện tóm lại là rất nguy hiểm chuyện đúng không long mộ tranh lời này vừa nói ra cũng là nhắc nhỏ đám người đám người nhao nhao nhìn về phía sở phong không có ta là thật có chút chuyện sở phong nói không đúng sao sở phong vừa mới không có việc gì làm sao cái kia dị tượng xuất hiện liền bỗng nhiên có việc long mộ tranh cũng không tin tưởng sở phong anh em có chuyện gì ngươi nói với ta a à, ngươi chính khắc khiêng, chúng ta thế nhưng là anh em. Long thừa vũ cũng là nói ra, sở phong, ngươi có chuyện gì ta mặc kệ, dù sao ta liền theo ngươi a à. Long mộ tranh dứt khoát tỏ thái độ, ta cũng đi theo ngươi, dù sao cái kia thái cổ sát hải, ta chính là muốn tham gia náo nhiệt, ngươi nếu không đi ta đụng ai náo nhiệt, ngươi đi đâu ta cùng cái nào. Long thừa vũ cũng là lập tức nói ra, ngay cả từ trước đến nay ít lời Long mộc hy, cũng là nói ra ta cũng cùng ngươi đồng hành tự nhiên long mạc tiếu cùng long mạc xuyên cũng là tỏ thái độ được thôi được thôi vậy liền không lừa ngươi ta xác thực muốn đi một cái địa phương nhưng đó là ta một vị tiền bối bế quan nơi không có nàng cho phép ta cũng không tiện mang các ngươi đi vào sở phong nói ra không ngại chúng ta tìm một chỗ đợi không đi vào chính là long mộ tranh nói mà long thừa vũ đám người thì là cùng nhau gật đầu thấy thế sở phong cũng không tốt lại cự tuyệt chỉ đành phải nói, đã như vậy, đi Cửu Thiên Bí Địa. Cửu Thiên Bí Địa, nghe vậy, Long Mộ Tranh cùng Long Mạc Tiếu ba người không khỏi sững sờ. Cửu Thiên Bí Địa bọn hắn tự nhiên nghe qua, cũng là bởi vì nghe qua, cho nên mới hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong. Đi Cửu Thiên Bí Địa làm gì, người vị tiền bối kia tại Cửu Thiên Bí Địa a?" Long Mộ Tranh nói, "Tiền bối, đến lúc đó ngài liền biết, vậy nhưng lão Luyện." Long Thừa Vũ ra vẻ thần bí nói ra, "Về sau bọn hắn liền hướng gần nhất cửu thiên bí địa cửa vào bước đi, chỉ cần đi vào trong đó, ngắn ngủi 2 giờ, liền tới đến cửu thiên bí địa bên trong. XXX, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy cửu thiên bí địa tình huống nội bộ, chớ nói long mộ tranh, ngay cả long mạc tiếu cùng long mạc xuyên cũng là miệng há lão đại, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Dù sao thân là giới linh sư, đối với cái này cửu thiên bí địa, bọn hắn càng thêm hướng tới. Sở phong vội vã đi đường, cũng không giải thích, liền bước vào tiến về tiên hải thiên hà truyền tống trận bất quá khi tiến vào đường hầm truyền tống về sau cũng hướng bọn hắn giảng thuật trải qua ta sát sở phong người cũng quá trâu rồi a à. cửu thiên bí địa thế mà đều bị ngươi nắm giữ nguyên lai truyền thuyết thần bí nơi là một cái cường đại như thế truyền tống trận a à. vậy chúng ta bây giờ đến tiên hải thiên hà đại khái phải bao lâu a à? long mộ tranh hiếu kỳ hỏi đại khái cũng là 2 giờ sở phong nói 2 giờ đây cũng quá nhanh a à cái này minh mông tu võ giới là nhà ngươi người muốn đi đâu thì đi đó a à? long mộ tranh có bao nhiêu kinh ngạc từ nàng giờ phút này lớn giọng liền có thể cảm nhận được cái này cũng không trách nàng dù sao minh mông tu võ giới là to lớn như thế bình thường liền nhau thiên hà truyền tống sử dụng bảo vật tình huống dưới cũng muốn mười mấy ngày khá xa thiên hà tự nhiên là càng xa hơn tiểu tử thúi người có cái này đồ tốt trước đó tại sao không nói a à? hại chúng ta trên đường tiêu tốn lâu như vậy nhưng rất nhanh long mộ tranh lại oán trách nhìn về phía sở phong cũng nên có chút bí mật mà tiền bối không phải cũng có bí mật nha cái kia đại nhân là ai cũng không chịu nói sở phong cười hì hì nói ra ân có đạo lý cái kia không trách ngươi long mộ tranh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác rất nhanh sở phong liền tới đến võ giả thương hội hội trưởng chỗ ẩn cư địa phương thế giới nhưng sở phong cũng không có đem long mộ tranh bọn hắn dẫn đi mà là để bọn hắn tại truyền tống trận chỗ chờ mình một mình tiến về nhưng vừa vặn tới gần dãy núi kia còn chưa bước vào võ giả thương hội hội trưởng thanh âm liền tại sở phong vang lên bên tai nhanh như vậy liền trở lại xem ra ngươi là vốn là trên đường trở về sớm biết như thế liền không lãng phí cái kia thủ đoạn thanh âm này vang lên đồng thời võ giả thương hội hội trưởng đã là xuất hiện ở sở phong bên cạnh tiền bối cái kia dị tượng là ngài làm à phát sinh chuyện gì sở phong hỏi thăm đúng là vì ngươi làm dị tượng nhưng không phải ta làm là một người khác hoàn toàn phó giả thương hội hội trưởng nhàn nhạt vừa cười liền dẫn sở phong tiến vào chân chính bí cảnh bên trong phó giả thương hội hội trưởng cực nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền dẫn sở phong đi tới một tòa bị kết giới phong tỏa nơi nơi đây có rất nhiều cấm địa trước mắt nơi này sở phong đến qua nhưng không có đi vào qua tiến vào bên trong phát hiện là một cái đình viện trong đình viện có một đạo bóng dáng nhìn thấy cái kia đạo bóng dáng Sở Phong cũng là có chút khó có thể tin, nhưng lại mắt lộ ra mừng như điên. Đó là Tiểu Ngư Nhi, Đại Ca Ca, Tiểu Ngư Nhi cũng phát hiện Sở Phong, trước tiên liền ngự không mà lên, đi tới Sở Phong phụ cận. Cười gọi là một cái vui vẻ, giờ phút này chân tướng rõ ràng, cái kia dị tưởng tất nhiên là Tiểu Ngư Nhi làm. Các ngươi nói chuyện đi, võ giả thương hội hội trưởng, thì là khoát tay áo, thức thời rời đi. Ngư Nhi, người thế nào, anh người cùng, người nhà ngươi còn tốt chứ, sở phong liên tiếp hỏi thăm ta không sao a à, ngươi nhìn ta không phải rất tốt sao bọn hắn cũng đều rất tốt tiểu ngư nhi ngọt ngào cười vậy ngươi tiên hải ngư tộc đến cùng là bị ai tập kích sở phong lại hỏi xin lỗi đại ca ca có phải hay không hù đến ngươi tiểu ngư nhi bỗng nhiên mặt lộ áy náy không có ta làm sao có thể bị hù dọa chỉ là ta xác thực đi qua ngươi tiên hải ngư tộc nhìn thấy cái kia tràng diện tự nhiên là sẽ lo lắng các ngươi sở phong nói ra thực xin lỗi cái kia nhưng thật ra là cha ta chủ ý tiểu ngư nhi nói a à, sở phong trong lúc nhất thời cũng là có chút chuyển không tới không có người tập kích tộc ta đó là tộc ta cố ý tiểu ngư nhi nói cố ý cái kia vậy cũng làm quá giống như thật a à. sở phong ngoài ý muốn hắn đi thời điểm thế nhưng là có nghiêm túc quan sát qua cái kia chút vết máu cái kia chút thảm chi cùng thi thể cũng không giống như là giả diễn trò làm thật vì để cho ngoại nhân tin tưởng, cái kia chút đều là tộc nhân ta lưu lại. Bất quá cũng dùng một chút thủ đoạn, cho nên nhìn xem mặc dù rất thật, trên thực tế cũng không có người thật chết rồi. Tiểu Ngư Nhi nói ra,